Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với bài học môn lịch sử lớp 10 của chúng ta ngày hôm nay. Và bài học mới của chúng ta ngày hôm nay, những cái kiến thức mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bắt đầu từ bài hôm nay sẽ là một kiến thức trong chương 3 về phong trào công nhân bắt đầu trong giai đoạn từ thế kỷ 19, từ đầu thế kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20. Và bài học đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó chính là bài số 36, sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân. Và ở trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái nguyên nhân tại sao phong trào công nhân lại bắt đầu được diễn ra và nó có sự phát triển, có sự tác động như thế nào đến tình hình thế giới thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học số 36. Và nội dung của bài học chúng ta ngày hôm nay sẽ bao gồm 3 mục. Mục thứ nhất, chúng ta sẽ học về sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp và những cái cuộc đấu tranh đầu tiên. Mục thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỷ 19. Và mục thứ ba, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ nghĩa xã hội không tưởng. Và đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào mục 1 nhỏ về sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp và những cái phong trào, những cái cuộc đấu tranh đầu tiên. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vế thứ nhất, về sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Ở đây thì chúng ta có sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản, đúng không ạ? Sự phát triển, sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản đã tạo nên xuất hiện trong xã hội có hai giai cấp mới, đó chính là giai cấp tư sản và vô sản. Tư sản ở đây sẽ là những chủ xưởng, những chủ nhà máy, những chủ đồn điền có rất là nhiều những cái tư liệu sản xuất, đúng không ạ? Còn vô sản ở đây sẽ là những cái bộ phận như là những người nông dân mất đất, những người mất ruộng đã phải trở thành cố nông hay là phải di cư ra ngoài thành phố để có thể kiếm sống. Ngoài ra thì chúng ta còn có một bộ phận là những thợ thủ công phá sản cũng trở thành những cái nguồn nhân lực dồi dào cho các nhà tư bản để làm việc trong các chủ xưởng, chủ nhà máy mà để có thể có những cái việc làm nuôi sống bản thân và gia đình của mình. Và những cái đặc điểm của giai cấp vô sản đó chính là họ không có tư liệu sản xuất ở trong tay mà họ sẽ phải thực hiện làm thuê để bán sức lao động. Từ đó thì họ mới có những cái tiền hay là những cái thức ăn vân vân để nuôi sống gia đình của mình, đúng không ạ? Ngoài ra thì họ còn làm việc ở những điều kiện rất là tồi tệ hay là chế độ lương rất là thấp, đặc biệt là ở nước Anh, vì nước Anh chúng ta thấy tiêu biểu là nó thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên, đúng không ạ? Vậy thì công nhân Anh ở đây đã phải làm việc rất là khổ cực. Ngay cả phụ nữ và cả trẻ em cũng là những cái đối tượng lao động ở trong các xưởng, các công xưởng, các nhà máy ở nước Anh. Và về cái chế độ làm việc thì rất là tồi tệ và thời gian làm việc thì rất kéo rất là dài. Làm việc ở trong một cái không gian chật hẹp, ẩm thấp vân vân, và cái chế độ lương ở đây thì liên tục bị hạ xuống, thường xuyên bị hạ xuống, và lương của phụ nữ, của trẻ em thì nó còn thấp hơn cả lương của đàn ông. Cộng với sự lương thấp ở đây thì chúng ta thấy rằng là những cái đồng lương mà những người công nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em nhận được thì hầu như là rất là ít, đúng không ạ? Đó là những cái đặc điểm của hai cái giai cấp mới được ra đời khi mà chủ nghĩa tư bản bắt đầu được xuất hiện và bắt đầu phát triển. Và từ đó thì chúng ta thấy sự mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, và sau đó nó đã tạo nên rất là nhiều những cuộc đấu tranh. Chúng ta sẽ cùng nhau liệt kê được những cái cuộc đấu tranh đầu tiên. Những cuộc đấu tranh này nó xuất phát từ việc là các nhà tư bản bắt đầu sử dụng máy móc vào trong sản xuất, đúng không ạ? Trong cái quá trình sản xuất của mình. Cái việc sử dụng máy móc này thì đã đe dọa đến những cái việc là nguy cơ mất việc làm của người nông dân, của người công nhân, đúng không ạ? Đe dọa đến nguy cơ, đe dọa đến cái việc là công nhân có thể bị mất việc làm. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái việc sử dụng máy móc tạo nên rất là nhiều những cái năng suất lao động cao hơn cái việc là chúng ta sử dụng cái sức lao động của con người. Và từ đây thì đã đe dọa, là một mối đe dọa cho cái vấn đề việc làm của tầng lớp công nhân. Và chính vì thế nên vô sản đã bắt đầu đứng lên để đấu tranh. Và những cái phong trào đầu tiên thì là phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng. Ở đây xuất phát từ những cái ý thức của người công nhân. Thì người công nhân thấy rằng là bởi vì sử dụng máy móc, đúng không ạ? Vì thế nên họ mới bị có những cái nguy cơ về việc đe dọa những cái việc làm, về cái việc mất việc làm. Chính vì thế nên họ đã lầm tưởng rằng máy móc hay là những cái công xưởng
là những cái nguyên nhân để người dân, người công nhân đã rơi vào cái tình trạng khốn khổ. Và chính vì thế nên những cái phong trào đầu tiên thì họ đã diễn ra dưới cái hình thức đó chính là đập phá máy móc hay là đốt công xưởng. Từ đây thì chúng ta có thể nhận xét rằng đây là những cái cuộc đấu tranh mang hình thức tự phát và nó không mang lại kết quả gì. Và hơn hết thì nó còn làm cho giai cấp tư sản tăng thêm những cái tăng cường những cái chính sách đàn áp thêm. Và sau đó thì từ những cái số lượng của những người công nhân bắt đầu được tăng lên và họ bắt đầu được thay đổi được ý thức thì những cái phong trào tiếp theo sẽ diễn ra dưới có sự tổ chức, có cái tổ chức hơn và diễn ra dưới hình thức đó chính là bãi công, đòi tăng lương, đòi giảm giờ làm hay là thành lập những cái nghiệp đoàn. Đây là những cái tổ chức bảo vệ quyền lợi cho giai cấp công nhân. Nó xuất phát từ từ những cái kinh nghiệm, từ cái sự thất bại của những cái phong trào đập phá máy móc hay là đốt công xưởng đã được thực hiện ở trước. Và hơn hết thì nó đã bắt đầu thể hiện được cái sự trưởng thành về ý thức của giai cấp công nhân. Và đây là một số những cái khái quát về những cái sự ra đời, về tình cảnh của giai cấp công nhân và những cái phong trào đấu tranh đầu tiên. Thế sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái phong trào của giai cấp công nhân ở thế kỷ 19, ở đầu thế kỷ 19. Đầu tiên là về nguyên nhân. Về nguyên nhân thì dễ dàng các bạn cũng có thể nhận diện ra, các bạn có thể xác định được. Nó sẽ xuất phát từ việc là cái số lượng công nhân bắt đầu tăng lên rất là nhanh về số lượng. Và hơn hết thì cái bộ phận công nhân này thì bị bóc lột nặng nề, phải lao động rất là nhiều giờ, đúng không ạ? Và hơn hết là nó có một cái đời sống rất là khó khăn. Và vì thế nên công nhân đã bắt đầu đứng dậy để đấu tranh. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau liệt kê được một số những phong trào đấu tranh tiêu biểu của công nhân ở nửa đầu thế kỷ 19 qua bảng thống kê về những cái nội dung như là nước, là những cái quốc gia diễn ra những cái phong trào công nhân, hay là tên phong trào, về thời gian diễn ra, về những cái mục tiêu đấu tranh và về kết quả của nó. Ở đây thì đầu tiên chúng ta có thể kể đến ở nước Pháp. Nước Pháp đã diễn ra những cuộc khởi nghĩa ở Lyon, diễn ra dưới thời gian là diễn ra trong vòng 2 năm, đúng không ạ? Bắt đầu vào năm 1831 thì phong trào này là phong trào của công nhân dệt. Công nhân dệt đã đấu tranh đòi giảm giờ làm, đòi tăng lương. Sau đó vào năm 1834 thì họ đã bắt đầu thực hiện một cuộc khởi nghĩa nữa để có thể đòi thiết lập một cái nền cộng hòa. Tiếp theo là ở Anh. Ở Anh thì cũng đã diễn ra một cái phong trào hiến chương vào năm 1836 đến năm 1848. Ở phong trào này thì đã đòi quyền được bầu cử và đòi tăng lương, đòi giảm giờ làm. Tiếp theo ở Đức. Ở Đức cũng đã diễn ra những phong trào của ở Silesia. Vào năm 1844, ở đây thì họ đã bắt đầu đòi, họ phá hủy nhà xưởng, họ để chống lại những cái chính sách, cái sự hà khắc của những cái chủ xưởng ở đây. Và chúng ta thấy rằng là tất cả những cái phong trào đấu tranh này ở nước Pháp, ở nước Anh, ở nước Đức vân vân, nó đều có những cái tác động. Tuy nhiên thì nó đều có một cái kết quả, đó chính là thất bại. Vậy thì tại sao nó lại thất bại? Chúng ta có thể đưa ra một số những nguyên nhân như sau. Nguyên nhân thứ nhất là chúng ta thấy rằng nó có thiếu những cái sự lãnh đạo đúng đắn, đúng không ạ? Các đấu tranh, các cuộc đấu tranh này chưa có những cái đường lối chính trị rõ ràng và hơn hết là nó đã diễn ra một cách tự phát. Tự phát có nghĩa là nó cũng không có sự lãnh đạo, đúng không ạ? Không có một đường lối chính trị rõ ràng. Như vậy là nó đã dẫn đến sự thất bại của các phong trào đầu tiên, những cái phong trào đấu tranh của công nhân vào nửa đầu thế kỷ 19. Tuy nhiên thì nó cũng đã đưa đến những cái ý nghĩa nhất định. Chúng ta thấy rằng nó đã đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân. So với giai đoạn trước tiên, những cái phong trào đấu tranh đầu tiên, đó là những cái phong trào về đập phá máy móc, đúng không ạ? Họ lầm tưởng rằng máy móc chính là nguyên nhân để dẫn đến cái sự cùng khổ của họ. Thì lúc này họ đã bắt đầu biết được rằng đâu mới là những cái nguyên nhân để dẫn đến cái sự cùng khổ của người công nhân. Và từ đó thì họ đã bắt đầu đấu tranh để đòi những cái quyền lợi thiết thực hơn. Ví dụ như là đòi tăng lương, đòi giảm giờ làm, vân vân, đúng không ạ? Và đây đều là những cái dấu mốc để có thể đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân. Và hơn hết thì nó đã tạo những cái điều kiện để cho sự ra đời của lý luận khoa học ở sau này, khi mà chúng ta đã nhận thức được rõ những cái mâu thuẫn, những cái yếu tố để tạo nên những cái sự cùng khổ của người công nhân. Và đã tạo nên sự ra đời của các lý luận khoa học để có thể mở đường, để có thể đáp ứng được cái nhu cầu, những cái có thể khắc phục được cái nguyên nhân về đường lối chính trị, đúng không ạ? Và đây là những cái ý nghĩa về những cái phong trào của giai cấp công nhân nửa đầu thế kỷ 19 mang lại. Tiếp theo, một cái sự chuyển biến nữa ở trong giai đoạn này, đó chính là sự
ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng. Về chủ nghĩa xã hội không tưởng thì nguyên nhân ra đời là bởi vì họ đã nhận thức được những cái hạn chế của chủ nghĩa tư bản đang phát triển, đó chính là sự bóc lột tàn bạo, đúng không ạ, của tư sản đối với vô sản, là những cái đời sống thống cùng khổ của giai cấp công nhân khi họ phải làm việc trong rất là nhiều giờ, hay nhưng mà với những cái điều kiện rất là tồi tệ, hay là những cái đồng tiền lương của họ thì ngày càng bị hạ xuống và họ không có những cái điều kiện tốt nhất để có thể làm việc. Và từ đó thì những cái nhà tư sản tiến bộ, họ đã có sự nhận thức, có sự thay đổi và nhận thức, và họ đã có những cái ý tưởng mới về việc xây dựng một chế độ mới. Họ đã lên án được cái chế độ tầng lớp tư sản về sự bóc lột của mình. Về các đại diện của chủ nghĩa xã hội không tưởng thì chúng ta có thể kể đến như là Saint-Simon, Sackler Fourier hay là Owen. Về đầu tiên là về Saint-Simon. Saint-Simon thì xuất thân trong một gia đình quý tộc và ông có một cái học vấn uyên bác, và trong cái giai đoạn ở các thuộc địa ở Bắc Mỹ của nước Anh đã thực hiện việc là đấu tranh để thống nhất, để có thể giành được độc lập, thì ông cũng đã tình nguyện tham gia vào cái cuộc đấu tranh giành độc lập đó. Sau đó thì ông cũng đã phê phán những cái sự hà khắc, những cái chế độ bóc lột tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đối với giai cấp công nhân. Tiếp theo là Sackler Fourier. Sackler Fourier thì xuất thân trong một gia đình thương gia, và ông cũng có sự phê phán được cái những cái chính sách, những cái sự tàn bạo của chế độ tư bản chủ nghĩa, và bắt đầu nói về những cái sự thống khổ của người công nhân. Và hơn hết thì ông đã đưa ra những cái việc cải tạo một xã hội bằng việc là sẽ thành lập ra những cái đơn vị, và từ đó thì những cái người công nhân ở đó họ có thể làm việc theo kế hoạch và có những cái chế độ nghỉ ngơi. Ngoài ra chúng ta còn có thể kể đến như là Owen. Owen thì được sinh ra trong một cái gia đình chủ xưởng thủ công, và ông đã thực hiện việc có những cái thí nghiệm mới ở ngay trong những cái xí nghiệp của ông. Ở đây thì ông bắt đầu xây dựng cái xí nghiệp theo cái chế độ công bằng, và người công nhân thì bắt đầu được thay đổi về chế độ tiền lương, về giảm giờ làm. Giảm giờ làm ở đây thì họ đã giảm giờ làm từ còn 10 tiếng rưỡi trên một ngày, và ông Owen rồi cũng đã đưa ra những cái chính sách, ví dụ như là có thêm về tiền thưởng của người công nhân, hay là xây dựng những nhà trẻ cho con em của công nhân có thể theo học, có thể ở đó. Và ngoài ra thì có cải thiện những cái đời sống, điều kiện làm việc, chỗ ăn, chỗ uống cho người công nhân. Và ông cũng đã có những cái ý tưởng để xây dựng một cái xã hội công bằng ở trên mỗi vùng đất ở nước Mỹ. Tuy nhiên thì sau đó thì nó bị thất bại, bởi vì những cái chính sách của ông thì nó tạo điều kiện để cho những người mà lao động có thể khỏe mạnh hơn. Lao động khỏe mạnh hơn đã có cướp đất và từ đó trở thành những cái phú nông. Và từ đó thì những cái kế hoạch, những cái thí nghiệm của ông đã bắt đầu bị sụp đổ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái đại diện này thì đều có chung một cái mục đích, cũng chính là những cái nội dung của chủ nghĩa xã hội không tưởng, đó chính là muốn xây dựng một cái chế độ xã hội mới tốt đẹp hơn, một chế độ xã hội công bằng, không còn bóc lột và không còn tư hữu, không còn bóc lột. Đấy chính là những cái nội dung của chủ nghĩa xã hội không tưởng. Và tới đây chúng ta có thể có một số đánh giá như sau: về mặt tích cực, về mặt hạn chế, đúng không ạ? Về mặt tích cực thì chúng ta thấy rằng là họ đã bắt đầu nhận thức được những mặt trái của chế độ tư bản và đã lên án được những cái sự bóc lột của người lao động đã bị gặp phải. Và hơn hết thì họ đã phê phán sâu sắc xã hội chủ nghĩa và cũng đã đưa những cái dự đoán về xã hội tương lai, có nghĩa là về một xã hội công bằng, một xã hội dân chủ hơn, và người công nhân ở đây sẽ được cải thiện những cái điều kiện việc làm hay là cải thiện những cái đời sống. Về mặt hạn chế thì họ đã không thấy được những cái vai trò và sức mạnh của giai cấp công nhân, và ngoài ra thì họ không đưa ra được những cái phương pháp đấu tranh đúng đắn. Những cái phương pháp ở đây thì họ chỉ là những cái phương pháp về nêu gương, về việc là sẽ thực hiện theo những cái việc bình ổn hơn. Chính vì thế cho nên là nó không có phù hợp so với xã hội lúc bấy giờ.
Tuy nhiên thì cái sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng cũng mang đến những cái ý nghĩa nhất định. Ý nghĩa ở đây chúng ta có thể nhắc đến như là nó là một cái tư tưởng tiến bộ ở trong xã hội lúc đó, và nó đã cổ vũ những cái người lao động đứng lên đấu tranh. Và hơn hết, một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó chính là một cái tiền đề để cho chủ nghĩa Marx có thể ra đời sau này. Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ba mục kiến thức cơ bản nhất ở trong bài học số 36. Và để củng cố cho bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm như sau. Câu hỏi số 1: mục tiêu chủ yếu trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân nửa đầu thế kỷ 19 là: A. Đòi quyền phổ thông bầu phiếu. B. Yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc. C. Đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị. D. Yêu cầu giai cấp tư sản phải thực hiện việc tăng lương và giảm giờ làm. Ở đây thì dễ dàng các bạn cũng có thể đưa ra được đáp án của mình rồi. Và tiếp theo một cái giai đoạn phát triển mới của các phong trào công nhân, đúng không ạ? Từ việc họ bắt đầu đập vào máy móc này, đốt những cái công xưởng, thì họ đã có những cái nhận thức mới, những cái ý thức mới hơn về trong cái nhận thức. Thì từ đó thì đã tạo nên những cái phong trào mới. Phong trào ở đây chúng ta có thể thấy rằng là họ đã yêu cầu giai cấp tư sản có thể tăng lương, giảm giờ làm. Đây là những cái yêu cầu rất là thiết thực và gắn liền với đời sống thực chất của họ, đúng không ạ? Của giai cấp công nhân. Và đáp án D sẽ là đáp án đúng, câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2: ý nghĩa nào quan trọng nhất? Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào công nhân cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là: ý A. Giai cấp công nhân đã hoàn toàn trưởng thành. Ý B. Đánh dấu một bước trưởng thành của phong trào công nhân. Ý C. Giai cấp công nhân được nhượng bộ ngày làm việc 8 giờ. Và ý D. Chủ nghĩa tư bản buộc phải nâng lương cho giai cấp công nhân. Ở đây thì chắc hẳn các bạn cũng đã có những cái đáp án đúng của riêng mình rồi. Và bằng những cái kiến thức mà các bạn đã cùng nhau tìm hiểu, hay là những cái khả năng về cái sự loại trừ, đúng không ạ? Loại trừ những cái đáp án mà các bạn có thể thấy rằng nó sẽ đúng ở câu hỏi này. Đây chúng ta thấy rằng là một cái ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào công nhân từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, chúng ta có thể thấy rằng là lúc này nó đã đánh dấu một cái bước trưởng thành của phong trào công nhân. Và đáp án B sẽ là đáp án đúng câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3: nguyên nhân nào là nguyên nhân cơ bản nhất làm cho những phong trào công nhân ở nửa đầu thế kỷ 19 của nước Anh, nước Pháp, nước Đức thất bại? Ý A. Lực lượng công nhân ít. Ý B. Giai cấp tư sản còn mạnh. Ý C. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối rõ ràng. Và ý D. Chưa có sự liên minh với giai cấp nông dân. Ở đây thì các bạn có thể nhớ lại kiến thức mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những cái phong trào công nhân từ nửa đầu thế kỷ 19. Chúng ta thấy rằng các cái phong trào này đều dẫn đến thất bại. Và một trong những cái nguyên nhân đó chính là thiếu sự đúng đắn, thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối rõ ràng. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự thất bại của các phong trào công nhân từ nửa đầu thế kỷ 19, đặc biệt ở các nước, diễn ra ở các nước Anh, Pháp, Đức. Và đáp án C sẽ là đáp án đúng của câu hỏi số 3. Câu hỏi số 4: sự kiện lịch sử nào ở thế kỷ 19 đã làm tiền đề cho sự phát triển, sự ra đời, sự phát triển của chủ nghĩa khoa học, xã hội? Ý A. Sự thành lập của quốc tế thứ hai. Ý B. Sự thành lập của quốc tế thứ nhất. Ý C. Sự phát triển của phong trào công nhân. Và ý D. Chủ nghĩa xã hội không tưởng xuất hiện và hoạt động. Ở đây là một câu hỏi khá là dễ dàng, các bạn cũng có thể đưa ra đáp án đúng của mình rồi. Và đáp án đúng của câu hỏi này thì cô sẽ bật mí luôn, đó chính là đáp án D, sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng, đúng không ạ? Xuất hiện và hoạt động, đây là một trong những cái tiền đề để cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học sau này. Câu hỏi số 5: hạn chế lớn nhất của chủ nghĩa xã hội không tưởng là A. Không dự đoán được xã hội tương lai. B. Không lên án được chế độ tư bản chủ nghĩa. Ý C. Đánh giá không đúng khả năng và vai trò của giai cấp công nhân. Ý D. Chưa đưa ra những cái phương pháp đấu tranh hợp lý cho giai cấp công nhân. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy, chú ý ở đây đó chính là hạn chế lớn nhất. Vậy thì hạn chế lớn nhất ở đây thì cũng sẽ bật mí luôn. Chúng ta thấy rằng hạn chế về việc đánh giá không đúng khả năng và vai trò của giai cấp công nhân. Thì đây là một cái hạn chế lớn nhất của phong trào của cái chủ nghĩa xã hội không tưởng. Và sau này thì chủ nghĩa xã hội khoa học cũng sẽ khắc phục được cái hạn chế này và đã lãnh đạo, đã mở đường cho phong trào công nhân dẫn đến sự thành công sau này. Và đáp án C sẽ là đáp án đúng câu hỏi số 5. Và câu hỏi số 5 cũng chính là câu hỏi cuối cùng của bài học ngày hôm nay.
Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học lần sau. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những bài học mới trong chương trình lịch sử lớp 10. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.